Hôm nay 11 tháng 7, ngày dân số thế giới, kỷ niệm ngày dân số thế giới năm nay, chủ đề được chọn là Thế giới 8 tỷ người. Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người, cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền lựa chọn cho tất cả mọi người. Là một trong những tỉnh có mức sinh thấp, với số con bình quân của mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ bình quân chỉ đạt là 1,8 con, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền vận động người dân sinh đủ 2 con và phấn đấu đưa mức sinh tiến dần đến mức sinh thai thể. Những năm qua, mức sinh ở Vĩnh Long có chiều hướng tăng lên rõ rệt, từ 1,63 con một phụ nữ năm 2010 lên 1,81 con một phụ nữ năm 2019 và đạt 1,82 con một phụ nữ vào năm 2021. Để đưa mức sinh tiến dần đến mức sinh thai thế, Vĩnh Long phấn đấu tăng 4% tổng tỷ suất sinh bình quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đến năm 2025 là 1,88 con một phụ nữ và tăng lên 6% đến năm 2030 là 1,99 con trên một phụ nữ. Đạt mức sinh thai thế sẽ phát huy được các lợi thế của dân số như quy mô dân số sẽ ổn định, cơ cấu tuổi của dân số sẽ cân bằng hơn, duy trì tương đối ổn định tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động, kéo dài giai đoạn cơ cấu dân số vàng, làm chậm thời gian chuyển đổi từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội của tỉnh trong cả hiện tại và tương lai.